Anh Đạt à. Điên nhỉ. Này. Con bọn này thiếu đâu anh Đạt. Cái màng này nó hơi đỏ này, đỏ màng này. Có cái đố nữa. Cứu được không anh nhỉ? À, cứu được không? Chả biết. Nhưng con này mình chả biết. Cái màng nó không bị gì đúng không ạ? Em thấy này, con đây không bị gì này. Con đây không bị gì này. Em thấy một con, một số con là cái màng. Hai con trắng này nó mà làm gì? Nó đổi màu, ô đổi màu rồi. Nhưng mà cái màng quá là bị sao này. Về anh em. Bây giờ bị một cái tí nước đỏ. Ngạt. Tụ máu lại thế. Đây sủi đi, mình vắt lên. Nó chỉ cần bị. Nhưng mà mình lấy cái kháng sinh vứt vô thùng nhộng làm lên nó khổ đâu anh. Chả được cái miếng chết vì độc hại, chết vì nước chứ nó phải chết vì bệnh. Rồi hàng thì trắng rồi. Chưa sạch. Nếu lúc ra đâu rồi? Nhìn là chết. Ngạt nước. Chết rồi. Sao mày chết? Quán gà đo cũng nhiều. Chết luôn. Chết nhanh dã man nhỉ? Đổi đúng, đổi màu rồi. Nói cho anh cái đổi màu bắt đầu dính luôn.